cảm xúc khác nhau.
nhau. Và ngày hôm nay cũng là một cái ngày rất là đặc biệt. Và Hen xin chúc buổi ngày hôm nay diễn ra thật là tuyệt vời và tất cả mọi người đều rất là hào hứng chờ đón những giải thưởng ngày hôm nay. Không biết rằng cá nhân chị sẽ mong chờ nghệ sĩ nào hoặc một đề cử nào, một giải thưởng nào không ạ? Tình yêu của mình đặc biệt có hơi nghiêng về ai tí xíu thì có thể mình nói nhỏ xíu rồi. Mình nói nhỏ xíu thôi, chỉ có vài chục ngàn khán giả đang có mặt tại đây với lại đang xem livestream biết thôi. Không ai biết nữa đâu. Hay là nhiều quá mình không biết được ai đúng không? Ai cũng quá tuyệt đúng không? Mong là kẹo nữa, nghệ sĩ nào xuất hiện thì cũng sẽ được chị với cổ vũ nhiệt tình được không ạ? Chắc chắn được không ạ? Dạ vâng, còn bây giờ thì với... Chắc luôn, có nghĩa là trong anh tôi có rất nhiều bài hay nhưng chị rất thích chủ nữ chị cho